Thưa quý vị, chiều nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì họp báo quốc tế về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Theo đó, Quốc hội họp phiên chủ bị và khai mạc trọng thể vào ngày 21 tháng 10 năm 2024, dự kiến bế mạc vào sáng ngày 30 tháng 11 năm 2024, tiến hành theo hai đợt. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 29 ngày rưỡi. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay về lập pháp, giám sát và nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như tiến hành công tác nhân sự cho chức danh Chủ tịch nước. Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Theo đó, xem xét thông qua 15 luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến với 13 dự án luật khác. Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Thông tin một số nội dung báo chí quan tâm liên quan đến công tác nhân sự, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, theo kế hoạch, ngay trong ngày đầu làm việc, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự với chức danh Chủ tịch nước. Theo chương trình dự kiến của kỳ họp mà trình Quốc hội thông qua, thì tại ngày họp đầu tiên của Quốc hội, thì Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự đối với chức danh Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Chúng ta thì thực hiện theo nguyên tắc đảng cử dân bầu, và tại hội nghị lần thứ 10, khóa 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa qua thì cũng đã biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự đủ điều kiện và sẽ trình để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 theo quy định, và đây là cái việc cụ thể hóa các cái chủ trương của Đảng tại Quốc hội. Liên quan đến chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đại diện Ủy ban Kinh tế cho biết vừa nhận được hồ sơ dự án từ chính phủ. Ủy ban Kinh tế thì cũng xác định đây là một công việc trọng tâm, hết sức quan trọng, và cũng dành có kế hoạch và sẽ dành nhiều thời gian để thực hiện thẩm tra phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban và các cơ quan có liên quan một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng. Thì cái này là Trung ương đã thảo luận kỹ rồi và có cái khung của Trung ương rồi, thì Quốc hội sẽ thể chế hóa về mặt nhà nước trên tinh thần là dân chủ, công khai, minh bạch. Dự kiến là sẽ đọc tờ trình vào ngày 13 tháng 11 buổi sáng. Buổi chiều 13 tháng 11 sẽ thảo luận tổ và thảo luận hội trường ngày 20 tháng 11. Và nếu được Quốc hội đồng thuận cao thì sẽ biểu quyết thông qua chủ trương ngày 30 tháng 11. Tại họp báo, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tư tưởng đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật từ tập trung cho công tác quản lý sang vừa quản lý vừa kiến tạo cho phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới. Thì việc Quốc hội xem là chỉ xem cho chủ trương thôi. Chủ trương là bây giờ làm như thế nào, cái định hướng lớn thôi. Sau khi có chủ trương này, bắt đầu chính phủ mới xây dựng dự án chi tiết. Nghị quyết 27 Trung ương nói rằng là phải đổi mới công tác xây dựng pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật và chú ý đến vấn đề là đúng thẩm quyền của các cơ quan trong quá trình xây dựng pháp luật ở từng các khâu. Thì cơ quan nào làm tốt cơ quan việc của cơ quan đó thì cái cơ quan sau nó đỡ khổ. Và với tinh thần như vậy thì Quốc hội làm đúng việc của Quốc hội. Còn những cái việc mà của chính phủ thì chính phủ làm, và trong nghị quyết 27 nói là coi trọng vai trò của các chủ thể, nhất là chính phủ trong xây dựng luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng nhấn mạnh một số điểm mới của kỳ họp thứ 8. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung vấn đề lớn, phương pháp tiếp cận làm việc mới và số lượng đề án nhiều nhất trong một kỳ họp từ trước đến nay. Các tài liệu của kỳ họp đã được gửi sớm hơn các kỳ họp trước, giảm thời gian đọc các báo cáo trên hội trường để dành thêm thời gian cho thảo luận. Đồng thời tăng số buổi truyền hình trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân có điều kiện theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội. Với tính chất quan trọng của kỳ họp lần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc.